142 người nhiễm HIV tại xã Kim Thượng. Con số được công bố chiều ngày 13/8 tại cuộc họp báo giữa lãnh đạo huyện Tân Sơn và cục phòng chống HIV về xử lý khủng hoảng y tế tại đây. Lại không hề hay biết một sự việc nghiêm trọng chưa từng có trong lịch sử ngành y tế đang xảy ra tại những mô hình quản lý, thì có tới 42 người nhiễm HIV.